quả tạt rất tốt, nguy hiểm vẫn còn. Những thủ môn của U15 Mỹ Hồng Kông cuối cùng cũng đã làm chủ được tình hình sau hai cú bắt bóng khá là bập. Ở giải đấu này thì trên thực tế U15 nữ Hồng Kông là đội bóng bị đánh giá yếu nhất. Trận ra quân họ để thua U15 nữ Iceland với tỷ số 8-0. Pha bóng khá sắc nét của cầu thủ nữ U15 Hồng Kông. Đường căng ngang, đối mặt dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng cho U15 nữ Hồng Kông. Một tình huống mà chỉ cần hai cầu thủ áo đỏ cũng đã xé toang hàng phòng ngự của U15 nữ Việt Nam. Và tấn công phải nói là khá ấn tượng với lứa tuổi U15 và đặc biệt là của các cô gái ở môn bóng đá. Một tình huống đột phá ở phía trung lộ, sau đó đưa bóng xuống biên cho cầu thủ đồng đội mà áo số 14 Chê Ung Phay. Và đường căng ngang cũng là hoàn hảo khi đặt người đồng đội của mình, cụ thể là cầu thủ số 10 Limbu Sneha, vào một vị trí đối mặt với thủ môn. Và cú dứt điểm mặc dù không thực sự hoàn hảo nhưng nó là đủ để đánh bại được thủ môn của U15 nữ Việt Nam. Tạt bóng rất tốt, đánh đầu. Rất tiếc là bóng đi vọt xà ngang, nhưng có lẽ trọng tài đã thổi phạt trước đó. Một tình huống mặc dù thể hình không tốt nhưng cú đánh đầu của cầu thủ bên phía U15 nữ Việt Nam là khá ấn tượng. Chính xác là trọng tài đã thổi phạt, có lẽ là một tình huống đẩy sau. Tình huống nguy hiểm, cơ hội dứt điểm không vào. Pha tạt bóng rất hay của thủ môn U15 nữ Hồng Kông. Pha bay người có lẽ là khó ai nghĩ tới. Và sẽ có một quả đá phạt. Một tình huống tấn công không thực sự có nét, và đâu đó là một chút may mắn cho U15 nữ Việt Nam, nhưng đó là điều mà bóng đá luôn có. Mặc dù vậy thì cú dứt điểm của tiền đạo bên phía đội bóng áo xanh là chưa đủ khó để đánh bại được thủ môn của U15 nữ Hồng Kông. Nhưng thực tế mà nói thì người xuất sắc hơn trong pha bóng vừa rồi chính là thủ môn của đội khách. Ở một góc nhìn mà tưởng chừng như bàn thắng đã đến, nhưng thủ môn một tình huống mà chắc chắn không, như vậy trọng tài không công nhận. Nhưng quyết định cuối cùng là có bàn thắng và tỷ số là 1-1. Người ghi bàn là số 15 danh tỷ Thúy Hằng. Thi đấu không quá nổi bật nhưng Thúy Hằng lại là người đem về bàn gỡ cho U15 nữ Việt Nam. Trong khi đó, người mắc sai lầm trong tình huống vừa rồi lại là người hùng của U15 nữ Hồng Kông kể từ đầu trận, thủ môn Alison Mona. Cú sút rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ U15 nữ Hồng Kông. Cú sút đầu tiên bóng đập sang ngang dội xuống và trọng tài xác định chưa đi qua vạch vôi. Nhưng tình huống đánh đầu bồi sau đó là quá đơn giản. Ngay lập tức thì U15 nữ Hồng Kông đã có bàn thắng thứ hai và người ghi bàn vẫn là số 10 Limbu Sneha. Cô là người đem về quả đá phạt và cũng là người đem về bàn thắng. Một trận đấu có thể nói là hoàn hảo của số 10 bên phía U15 nữ Hồng Kông. Như vừa rồi sẽ rất khó để tạo ra nguy hiểm. Như vậy là hết giờ,
không có phút bù giờ nào cho trận đấu. Và tỷ số cuối cùng là 2-1 nghiêng về phía đội bóng áo đỏ U15 Hồng Kông. Với kết quả này